một hai ba sa tú chiếc hồng mai lễ bái tam bảo thọ trì quy giới ổn định ha. Tuy nhiên quý vị nghe cái bài văn kinh ha, cái phần Bali chiếc hồng mai đọc thì thấy cái vẻ hơi mệt mỏi một chút. Bởi vì khi mà chúng ta đọc mà chúng ta dừng lại nơi trường âm đó, mà trường âm chúng ta dừng lại ngắn quá thì cái chúng ta nghe nó rất là mệt. Một bài kinh Pali mà chúng ta đọc rõ trường âm đoạn âm thì chúng ta nghe rất là có lực, nhưng mà khi mà chúng ta dừng lại nơi trường âm một cách ngắn quá, thiếu hơi, thiếu lực thì chúng ta cảm thấy nó có vẻ hơi mệt. Nghe nhưng mà cảm thấy mệt. Chắc có lẽ sợ hết giờ. Cho nên ngài sư Hồng Mai cố gắng để thể hiện giống như một cái trách nhiệm, một bổn phận. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ, thời gian của chúng ta vẫn còn dư chứ không phải là thiếu giờ. Thì chỉ còn mai nghe lại cái bài kinh hồi hướng đó ha, thì cố gắng chỉnh lại đi. Chứ còn nếu mà chúng ta trường âm và chúng ta dừng lại mà có vẻ như hụt hơi thì chúng ta nghe cái bài kinh nó mệt lắm. Cũng là một bài kinh Bali nhưng mà người ta đọc mình nghe nó nhẹ nhàng. Cũng là một bài kinh nhưng mà mình đọc cảm thấy giống như hụt hơi, con người mình nó mệt. Ở đây không phải là chỉ trích, ở đây không phải là nói xấu, nhưng mà khi không ai thể hiện rất là tốt về cái nghi thức lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, nhưng mà cái bài hồi hướng chậm lại một tí thì chúng ta thấy trường âm đoạn âm nó rõ ràng hơn ha. Ơi sa tu kính lễ để Đức Phật Trang, kính chào chư thiện nam thiện nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt câu Phật ngôn số 16. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sappagaru Hichet Thakolo Kasasathai Chanadam Mappu Vido Vanda Mahantang Narappu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phần não trói căng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tử đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sa sát thu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sắp bành nhu bút sắp bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà ma hành tần na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, như là khai sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dục điện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su vét ta sa sa quá khô sách khà su ta mô quá rá thầm bá sách khá khô niên đà bá sẵn sa đi á nà đá rô quá rô văn đà má hành tầng đá rá phù. Cha này giác cần tăng bảo tên Bông Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche nasekhame tuwa thanang tasa piya lupawe nasahasaye nó sẽ trật tụ. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học,
chấp hành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 16. Y tháp mô đá tiếp bếch chăm mô đá tiếp. Y tháp mô đá tiếp bếch chăm mô đá tiếp. Y tháp mô đá tiếp bếch chăm mô đá tiếp. Tô sài ca tháp bồ nhô ú phá giá tháp mô đá tiếp. Ca tháp bồ nhô ú phá giá tháp mô tị. Katapunyo upayat thapo dati. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2 ha. Ithapmo dati becchamo dati katapunyo upayat thapo dati. Ithapmo dati becchamo dati katapunyo upayat tháp mồ đa tí. Y tháp mồ đa tí bê cháp mồ đa tí ca tháp bồ nhồ ú phá giá tháp mồ đa tí. Câu số 3 và câu số 4. Sô mồ đa tí sô ba mồ đa tí. Sô mồ đa tí sô ba mồ đa tí. Sô mồ đa tí sô ba mồ đa tí. Và câu cuối. Diswa cầm awi sút thi mắt ta nô. Diswa cầm awi sút thi mắt ta nô. Diswa cầm awi sút thi mắt ta nô. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sô mô đa tí sô ba mô đa tí đi xòa cầm ma quý sô thi mắt ta nô. Sô mô đa tí sô ba mô đa tí đi xòa cầm ma quý sô thi mắt ta nô. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Y tháp mô đa tí bếch chám mồ đa tí ca tháp bồ nhồ ú phá giá tháp mồ đa tí sồ mồ đa tí sồ bá mồ đa tí đi xòa cầm ma quy sô thi mắt ta nồ. Y tháp mồ đa tí bế chám mồ đa tí ca tháp bồ nhồ ú phá giá tháp mồ đa tí sồ mồ đa tí sồ bá mồ đa tí đi xòa cầm ma quy sô thi mắt ta nô. Lần nữa ha. Y tháp mồ đa tí bê cha mồ đa tí ca tháp bồ nhồ ú phá giá tháp mồ đa tí sồ mồ đa tí sồ ba mồ đa tí đi xòa cầm ma quy sô thi mắt ta nô. Như vậy thì câu 16 chúng ta có thể dừng lại bất cứ trường âm nào, bởi vì đọc một hơi thì quý vị cảm thấy hơi hụt hơi nha. Và hụt hơi thì quý vị có thể dừng bất cứ trường âm nào để rồi chúng ta đọc tiếp, cố gắng đọc một lần hai hơi nha. Còn nếu mà quý vị cảm thấy rằng hơi dài thì làm liền một hơi, bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Chính vì đoạn âm đó mà chúng ta không thể dừng lại đó, mà có thể chạy qua bên câu số 3 hoặc là dừng lại giữa câu số 2 ha. Thì câu Phật ngôn số 16 cũng giống giống câu Phật ngôn số 15. Thì cái mô hình nó giống hệt nhau như vậy ha. Và cái giọng kệ thì quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Bởi vì hai câu nó nương với nhau, cái âm điệu nó lên và nó xuống thì hai câu nó nương với nhau.
À, chúng ta xin đọc về dụng kệ. Ý tham mô đa tí bên cha mô đa tí ca ta phu nhô ô pha giác tham mô đa tí số mô đa tí số ba mô đa tí đình xoa cam má quy xôn thi mặt ta nô Ý tham mô đa tí bên cha mô đa tí ca ta phu nhô ô pha giác tham mô đa tí số mô đa tí số ba mô đa tí đình xoa cam má quy xôn thi mặt ta nô Ý tham mô đa tí bên cha mô đa tí ca ta phu nhô ô pha giác tham mô đa tí số mô đa tí số ba mô đa tí đình xoa cam má quy xôn thi mặt ta nô nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui người ấy vui an vui thấy nghiệp tịnh mình làm. À, xin mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung. Rồi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 16. Y tham mô đa ti bê cha mô đa ti ca ta bùn nhô ô pha giác tham mô đa ti sô đa ti sô ba mô đa ti đít xòa cầm ma quy xuất thi mắt Tano. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ý thả hai đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, quân trường âm nhấn, nhô trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt trường âm nhấn, thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, ý tha mô đá tí bách chá mô đá tí ca ta bùn nhô ú phá dắt tha mô đá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xô mô hai trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, đít trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, câm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, suốt trường âm nhấn, thí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, sô mô đa tí sô ba mô đa tí đít xoa cầm ma quy xuất thi mắt ta nô. Dạ, con đọc lại hết bài. Y tha mô đa tí bay cha mô đa tí ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô đa tí đít xoa cầm ma quy xuất thi mắt ta nô. Y tha mô đa tí bay cha mô đa tí ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô đa tí đít xoa cầm ma quy xuất thi mắt ta nô. Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui.
người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y tha mô đa ti, bạch cha mô đa ti, ca ta bun nhô, ô pha dạch tha mô đa ti. Số mô đa ti, số ba mô đa ti, địch xoa căm má, quỷ xuất thi mạch ta nô. Dạ con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Chế Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả lời kinh Pháp Cú số 16. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, 5, 6 người. Nghe rõ, chắc là nghe rõ rồi đó. Không có chuyện gì chụp chặt ha. Sao lúc này thẳng mấy sư cho bông qua gì ráo trội lắm. Chạy đi, chọc ổng, ổng vũa. Thôi trả bài cho rồi, còn làm công chuyện khác. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 16. Đọc kinh Pháp Cú khó lắm sư. Phải nhiều khi không ấy giọng ho. Sư ho, ho, có chuyện cực khổ. Con bắt đầu đọc kinh Pháp Cú, trả bài kinh Pháp Cú số 16. Ý tha mô đa ti phát cha mô đa ti ca ta phùng nhô u pha dắt tha mô đa ti sô mô đa ti sô pha mô đa ti đức sò khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Ý tha mô đa ti phát cha mô đa ti ca ta phùng nhô u pha dắt tha mô đa ti sô mô đa ti sô pha mô đa ti đức sò khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Phân tích câu 1, câu 2. Ý thá, hai đoạn âm, mô, trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm, phách, trường âm nhắn, chá, đoạn âm, mô, trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm. Câu số 2. Khá, tá, hai đoạn âm, phung, trường âm nhắn, nhô, trường âm thông thường. Ú, phá, hai đoạn âm, dắt, trường âm nhắn, thá, đoạn âm, mô trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ý tha mô đa ti phát cha mô đa ti ca ta phùng nhô u pha dắt tha mô đa ti sô pha mô đa ti đức xòa khăm má quý xúc thi mắc ta nô. Phân tích câu số 3. Sô mô hai trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm, xô, trường âm thông thường. Đá, đoạn âm, mô, trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm. Câu cúng cùi là câu cuối cùng. Dis, trường âm nhắn. Xoa, trường âm thông thường. Khăm, trường âm nhắn. Má, quý, hai đoạn âm. Xúc, trường âm nhắn. Thí, đoạn âm. Mắt, trường âm nhắn. Tá, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Sô mô đa tí sô pha mô đa tí đức xòa khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Ý tha mô đa tí phát cha mô đa tí ca ta phùng nhô úc pha dắt tha mô đa tí sô pha mô đa tí đức xòa khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Ý tha mô đa ti phát cha mô đa ti ca ta phùng nhô úc pha dắt tha mô đa ti sô pha mô đa ti đức xòa khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Ý tha mô đa ti phát cha mô đa ti ca ta phùng nhô úc pha dắt tha mô đa ti sô pha mô đa ti đức xòa khăm ma quý xúc thi mắc ta nô. Ý tha mô đa ti tất cha mô đa ti ca ta phùng nhô u pha dắt tha mô đa ti sô mô đa ti sô pha mô đa ti
Ti soa kama vi sukti matta no. Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, quá vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thấy chưa? Không, bây giờ là sư là retire rồi, không có cho bông hoa rồi, retire cho bông hoa rồi, dẹp tiệm cho bông hoa rồi, ai cho thì cho. Trời ơi, Hồng Thị Nhiêm Dung ngầu thiệt nha, vỗ tay vỗ chân rồi cho lá rồi cây dừa. Trời ơi, bông hồng rồi cây thông nữa, rồi cho uống cà phê nước trà. Ôi, cảm ơn quý vị nha, vỗ tay vỗ chân quan hô. Thôi mời cô Hồng Thị Kim Dung lên kế tiếp nha, cảm ơn quý vị nha. Ê, quên nữa, tôi có sai gì chỉ nha, quên nữa. Thôi, giúp lắc nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu, nghe rõ con bài. Itha mô đa ti bách cha mô đa ti kata bùn nhô u pha giác. Tha mô đa ti sô mô đa ti sô pa mô đa ti đi xòa cầm ma huy sút thi mát ta nô. Y tha mô đa ti bách cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác. Tha mô đa ti sô mô đa ti sô pa mô đa ti đi xòa cầm ma huy sút thi mát ta nô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2, ý thá là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, cá tá là hai đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Y tha mô đa ti bách cha mô đa ti kata bùn nhô ú phá giác tha mô đa ti. Câu 3 và câu 4, sô mô là hai trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Sô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, dis là trường âm nhấn, xoa qua là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má quý là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, má sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại ạ. Itha mô đa ti bách cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác. Tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma huy sút thi mát ta nô. Dạ con xin kể ạ. Itha mô đa ti bạch cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác. Tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa cam ma quy sụt thi ma ta nô. Y tha mô đa ti bạch cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác. Tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa cam ma quy sụt thi ma ta nô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 16. Y tha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác.
tha mô đa ti sô. Mô đa ti sô pa mô đa ti đi xoa khăm ma huy sút thi mát ta nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ý thá, hai đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Pét, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Cá tá, hai đoạn âm. Phun, trường âm nhấn. Nhô, trường âm thông thường. Ú phá, hai đoạn âm. Giát, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Y tha mô đa ti pet cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sô, mô, hai trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm. Sô, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá, tí, hai đoạn âm. Dis, trường âm nhấn. Xoa, trường âm thông thường. Khăm, trường âm nhấn. Má, quý, hai đoạn âm. Sút, trường âm nhấn. Thí, đoạn âm. Mát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Sô, ma đa tí sô, pa mô, đi bít, xoa, khăm, ma quý sút, thi mát, ta nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 16. Y tha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti sô. Mô đa ti sô pha mô ti đít xoa khăm ma vi sút thi mát ta nô. Cha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti. Sô mô đa ti, sô pa mô đa ti, đi xoa khăm ma, quy sút thi mát ta nô. Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý vị học viên trong lớp. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 16. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Y tha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti sô mô đa ti sô pa mô đa ti bi xoa cam ma vi sút thi mát ta nô. Y tha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti sô mô đa ti sô pa mô đa ti bi xoa cam ma vi sút thi mát ta nô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Y tha mô đa ti pek cha mô đa ti kata pun nhô u pha giác tha mô đa ti. Ý thá, hai đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Pách, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Cá, tá, hai đoạn âm. Vun, trường âm nhấn. Nhô, trường âm thông thường. Ú, phá, hai đoạn âm. Giác, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Ý tha mô, đá tí pách. Chá mô, đá tí cách táp. Vun, nhô, ú, phá giác tha mô đa tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sô mô đa tí sô pa mô đa tí bi xoa cam ma vi sút thi mát ta nô. Sô mô là hai trường âm thông thường. Đá tí, hai đoạn âm. Sô, trường âm thông thường. Pá, đoạn âm.
Mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm. Dis trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường. Cam trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm. Sút trường âm nhấn, thí đoạn âm. Mát trường âm nhấn, tá đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Sô mô đá tí sô, pa mô đá tí đi xoa cam má quý sút thí mát tá nô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 16. Ittha mô đá tí pách cha mô đá tí cát táp vù nhô ú phá giác tha mô đá tí sô mô đá tí sô phá mô đá tí đi xòa càm ma quý sút thí mát ta nô. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ittha mô đá tí pách cha mô đá tí cát táp vù nhô ú phá giác tha mô đá tí so mô đa ti so pa mô đa ti di soa cam ma vi su ti mát ta no i tha mô đa ti bạch cha mô đa ti ca ta phun nhô u pa yan tha mô đi so đa ti so pa mô đa ti di soa cam ma vi su ti mát ta no. Nay vui đời xa vui, làm phước hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa, nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin xuống mic, xin mời niệm từ ạ. Kính cảm ơn sư Sòng Mai. Dạ nam mô Buddha giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sư Thiên Vũ đã cho biết âm thanh rõ. Dạ hôm nay con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 16. Dạ. Ittha mô đa ti pách cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma vi sút thi ta nô. Ittha mô đa ti pách cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma vi sút thi mát ta nô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ittha mô đa ti pách cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti. Và câu số 1, ý là đo, ý thá là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bếch là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 2, cá tá là hai đoạn âm, quân là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú là đoạn ú phá là hai đoạn âm, giác là trường nhấn, thá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sô mô đá tí sô ba mô đá tí đi xòa cầm ma vi sút thi mát ta nô. Và câu số 3, sô mô là hai trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Và câu số 4, dis là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má quý là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đặt lại bốn câu.
Itha mo dati pecha mo dati kata bunyo upayak tha mo dati so mo dati so ba mo dati diswa kamma visuddhi mattano. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 16. Itha mo dati pecha Chamodati kata bunyo upayang thamodati somodati sobamodati disokamma visuddhi mattano. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui thấy nghiệp tình mình làm. Đó là bạn dịch chữ dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, con mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và bây giờ ngoài niệm từ xin mời bàn tay của Tina. Nam Mô Bích Thài. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chính Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ quý cô Tư Nữ và Đạo Tràng. Con xin phép được đọc bài pháp cú câu số 16. Itha mo dati pecha mo dati kata punyo upa yattha mo dati so mo dati so pha mo dati diswa kamma visuddhi mattano. Con xin phân tích 1 và 2. Itha mo dati pecha mo dati kata punyo upayattha mo dati. Itha hai đoạn âm, mo trường âm thông thường, dati hai đoạn âm, pecha trường âm nhấn, cha đoạn âm, mo trường âm thông thường, dati hai đoạn âm, kata hai đoạn âm, pun trường âm nhấn, no trường âm thông thường, u phá hai đoạn âm, giáp trường âm nhẫn, thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm. Y thá mô đá tí bếch chá mô đá tí kata bùn nhô ú phá giáp thá mô đá tí. Câu 3 và 4. Sô mô đá tí sô phá mô đá tí tis qua cầm má vi sút thi mát ta nô. Sô mô hai trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, dis trường âm nhẫn, qua trường âm thông thường, căm trường âm nhẫn, má đoạn âm, quý đoạn âm, suốt trường âm nhẫn, thí đoạn âm, nát trường âm nhẫn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. So mô đá tí so pa mô đá tí dis qua cầm má vi sút thi mát ta nô. Y thạ mô đá tí bét chá mô đá tí cách ta bùn nhô ú phá chân thạ mô đá tí so mô đá tí so pa mô đá tí dis qua cầm má vi sút thi mát ta nô. Con xin phép nay vui đời sao vui, làm phước hay đời vui, người ấy vui an vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Itha mo dati pecha mo dati kata punyo upayattha mo dati so mo dati so pa mo dati diswa kamma visuddhi mattano. Itha mo dati pecha mo dati kata punyo upayattha mo dati so mo dati so pa mo dati diswa kamma visuddhi mattano. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và quý cô Tư Nữ và Đạo Tràng, con kính mời vị kế tiếp. Con có sai xin quý ngài và Đạo Tràng sửa cho con.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Đắp Trang. Con kính lễ Tề Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Sau nơi con xin đọc phân tích câu pháp cú số 16. Y tha mô đa ti bê cha mô đa ki ta tắp buồn nhô u pha ya tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi và cam ma vi su thi ta nô Y tha mô đa ti bê cha mô đa ti ka ta buồn nhô u pha ya tha mô đa ti Ý thá là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, cá tá là hai đoạn âm, buôn là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú phá là đoạn âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Y tha mô đa ti bê cha mô đa ti ca tắp buồn nhô u pha giác tha mô đa ti. Câu 3 và câu 4. Sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi và càm và vi su thi ma ta nô. Ít là trường âm nhấn, va là trường sô, sô mô là hai trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, ít là trường âm nhấn, va là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, má ví là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Y tha mô đa ti bê cha mô đa ti ca ta buồn nhô u pha ya tha mô đa ti sô ba nô đa ti đi và cam ma vi su thi ma Matano Ithamo dati be chamo dati kata bunyo ufayata mo dati so mo dati so bano dati diva kama wisut thi matano. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đó là bản dẫn ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Y tha mô đa ti bê cha mô đa ti ca ta buôn nhô u pha ya tha mô đa ti sô mô đa ti sô pa mô đa ti đi va ca ma vi su thi ma ta nô. Có phụ đứng không kệ không? Dạ con xin xuống mít nè. Con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú số 16 ngày hôm nay ạ. Ithamo dati becca mo dati kata bunyo upayat thamo dati so mo dati so ba mo dati deswa kamma wisuddhi mattano. Ithamo dati becca
cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đế xòa cầm ma quý sút thi mắt ta nô. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ý, thá là hai đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Đá, tí là hai đoạn âm. Bét là trường âm nhấn. Mô thông thường. Đá, tí là hai đoạn âm. Cá, tá là hai đoạn. Bun là trường âm nhấn. Nhô là trường âm thông thường. Ú, phá là hai đoạn âm. Giát là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Đá, tí là hai đoạn âm. Ý tha mô đá tí bét cha mô đá tí ca ta bùn nhô. U pha giát tha mô đá tí. Câu số 3 và câu số 4. Sô mô đá tí sô ba mô đá tí đế xòa cầm ma quý sút thi mắt ta nô. Sô mô là hai trường âm, tí là hai đoạn âm. Sô là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Đá, tí là hai đoạn âm. Dis là trường âm nhấn. Xoa là trường âm thông thường. Câm là trường âm nhấn. Má, quý là hai đoạn âm. Sút là trường âm nhấn. Thí là đoạn âm. Mắt là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Sô mô đá ti sô ba mô đá ti đế xòa cầm ma quý sút thi mắt ta nô. Dạ con xin đọc lại ạ. Ý tha mô đá ti bét cha mô đá ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đá ti sô ba mô đá ti đế xòa cầm ma quý sút thi mắt ta nô. Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Ý tha mô đa ti bê cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti. Sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa ca ma vi su thi mát ta nô. Ý tha mô đa ti bạc cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa ti. Sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa ca ma vi su thi mát ta. Dạ con đã kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng cho con biết âm thanh rõ. Dạ, con xin được đọc câu Pháp Cú. Số 16. Ý tha mô đa tí bê cha mô đa tí ca ta bùn nhô u pha giác tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô đa tí đi sò cầm ma vi sút thi mát ta nô.
Đati Kata Bùn Nhồ Upha Yat Tha Mồ Đati Sồ Mồ Đati Sồ Ba Mồ Đati Đít Sò Cầm Ma Vi Sút Thi Ma Ta Nồ. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, giá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, cá tá là hai đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phá là đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, sô mô là hai trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, ít là trường âm nhấn, so là trường âm thông thường, cam là trường âm nhấn, má ví là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ý thá mô đá bê cha mô đá tí ca ta bùn nhô u phê giá thá mô đá tí sô mô đá tí sô mô đá tí đi sò cầm đá tí sút thí mát tá nô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Pháp Âm Châu. Con xin kể. Ý tha mô đa tí bê cha mô đa tí ca ta bún nhớ u pa ya tha mô đa tí so mô đa tí so ba mô đa tí đi so cam ma vi sút thi mát ta nô. Ý tha mô đa tí bê cha mô đa tí ca ta bún nhớ u pa ya tha mô đa tí so mô đa tí so ba mô đa tí đi so cam ma vi sút thi mát ta nô. Dạ, con đã đọc nhật kệ xong. Một con phân tích không biết có sai. Nếu có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin dâng biết lại và Đạo Tràng. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu Phật môn số 16. Ý tha mô đa tí bách cha mô đa tí cát thấp đa tí cát thấp bùn nhồ u pha yát tha mô đa tí sồ mô đa tí sồ ba mô đa tí đi sò cầm má quý sút thi mát ta nồ. Ý tha mô đa tí bách cha mô đa tí cát thấp Ý tha mô đa tí bát cha mô đa tí ca ta bùn nhô u pha yát tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô đa tí đi sò cầm ma quy sút thi mát ta nô. Ý tha hai đoạn âm mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm bát trường âm nhấn, chá đoạn âm mô trường âm thông thường, đá tí cá tá bốn đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phát hai đoạn âm, giác trường âm nhấn,
thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, thá tý hai đoạn âm, sô mô hai trường âm thông thường, đá tý hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tý hai đoạn âm, tis trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, cầm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, xuất trường âm nhấn, thí đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca tắp. Còn lộn chỗ này hoài. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca tắp bùn nhô u phá dạch tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma quý xuất thi mát ta nô. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca tắp ba. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha yat ba mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa cầm ma quy sút thi mát ta nô. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha yat tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma quy sút thi mát ta nô. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca ta bùn nhô u phá yát tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma quy sút thi mát ta nô. Con xin kể câu này. Y tha mô đa ti bát cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha yat tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa cam ma quy sút thi mát ta nô. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Sa thú kính cảm ơn. Xin cần phụng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn Thiền Vũ, Trần Phụng, Kim Nhung, Vinh Giang Nhật Hà, Trà Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Tràng, Đại Đức Tài Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhục Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và còn vị nào chưa ông bà thì xin đưa bàn tay ngăn quý vị. Nhục Bình mới trở lại máy nên Nhục Bình không có biết vị nào trả bài rồi và vị nào chưa. Trước nhất thì Nhục Bình xin ông bài trước. Dạ. Dạ, con xin được trả bài Phật Câu Pháp Cú Kinh số 16. Nhà Hà trả bài chưa vậy ha? À, nếu chưa trả bài thì xin đưa bàn tay nghe. Y tham mơ đa ti bét cha mơ đa ti ca ta buồn nhờ u pha giáp tham mơ đa ti sờ ba mơ đa ti đi sờ cầm ma quy suốt mắt ta nơ. Chào Nhật Bình, chúc ngài Nhật Bình trả bài xong là Hà đưa Hà lên trả bài nha. Dạ, còn vị nào chưa trả bài ạ. Y tham mơ đa ti cha mơ đa ti ca ta buồn nhờ hai gia tham mơ đa ti sờ ba mơ đa ti đi sờ cầm ma quy suốt thi mát ta nơ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2.
Ý thá hai đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm. Cá tá hai đoạn âm, huynh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, dách trường âm nhấn, thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm. Y tham mơ đá tí bét cha mơ đá tí ca ta. Dạ con sai rồi, con xin đọc lại. Y tham mơ đá tí bét cha mơ đá tí ca ta muôn nhờ. U pha giá tham mơ đá tí. Con xin đọc lại. Y tham mơ đá tí bét cha mơ đá tí ca ta buồn nhờ. U pha giá tham mơ đá tí. Con xin phân tích câu 2 và câu 3. Câu 3 và câu 4. Sơ mô hai trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, sơ trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, đích trường âm nhấn, sơ trường âm thông thường, cầm âm nhấn, má đoạn âm, suốt trường âm nhấn, thí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sơ mô đá tí sơ ba mô đá tí đít sơ cầm má quý suốt tí mát ta nô. Con xin đọc nguyên câu. Y tha mô đá tí bét cha mô đá tí cát ta buồn nhờ. U phá giáp tha mô đá tí sơ ba mô đá tí đít sơ cầm má quý suốt tí mát ta nô. Y tham mô đá tí bét cha mô đá tí cát ta buồn nhờ. U pha giáp tham mô đá tí sơ ba mô đá tí đít sơ cầm ma quy suốt thi ma ta nô. Dạ cảm ơn Hà nha. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Và đây là bản kiểu ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kể à. Và xa thú bằng tay của tu nữ Tệ Duyên. Ê tha mô đa ti đạt cha mô đa ti ca ta buôn nhơ u tha gia tháp mô đa ti sơ mô đa ti sơ ba mô đa ti đề sa cam ma quy sô ti ma ta nô. Ê tha mô đa ti bệt cha mô đa ti ca ta buôn nhơ u pha gia tha mô đa ti sơ mô đa ti sơ ba mô đa ti đề sa cam ma quy sô thi ma ta nô. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú kính mời bằng tay cô tu nữ Tệ Duyên, mời Hà và mời vị nào chưa ông bài xin mời bằng tay ạ. Dạ, sa thú lệnh thầy, cảm ơn nhé. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Phật Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thính nữ. À, dạ, nhỏ để tự nhiên chỉnh lại chút. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, bây giờ Tự Nhiên xin phân tích Pháp Cú Kinh 16. Ý tha mô đa tí bếch cha mô đa tí cách tắp buồn nhồ Úc phá giác tha mô đa tí. Ý tha là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường,
đá tí hai đoạn âm pét trường âm nhấn chá đoạn âm mô trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm đoạn hai cá tá hai đoạn âm bùn trường âm nhấn nhô trường âm thông thường ú phá hai âm dắt trường âm nhấn thá đoạn âm mô trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm đoạn ba và bốn sô mô đá tí sô ba mô đá tí đi xòa cầm má quý sút thi mắt ta mô ta nô sô mô hai trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm sô trường âm thông thường bá đoạn âm mô trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm đi trường âm đoạn âm xoa trường âm thông thường cam trường âm nhấn má quý hai đoạn âm xuất trường âm nhấn thí đoạn âm mát trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường sô mô đá tí sô ba mô đá tí đi xòa cầm má quý sút thí mắt ta nô y tha mô đá tí bé cha mô đá tí cái tập buồn nhô u phá yam gì lèo lèo vậy ta dạ yên xin đọc lại ý tha mô đa tí bê cha mô đa tí cát tắp bùn nhô u pha yá tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô tí tí xòa cầm má quy bí sút thi mát ta nô ý trời nhà bây giờ thì em xin kể ý tha mô đa tí bê cha mô đa tí ca ta bùn nhô u pha dạ tha mô đa tí sô mô đa tí sô pa mô đa tí đi xóa cầm ma vì su thì mắt ta nô y ta mô đa tí bê cha mô đa tí cả ta bùn nhô u pha dạ tha mô đa tí sô mô đa tí sô ba mô đa tí đi xóa cầm ma vì su thì mắt ta nô nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui người ấy vui ăn vui thấy nghiệp tình mình làm. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, dạ. Tuy nhiên là ôn bài và kể xong. Dạ, có sai chữ nào thì thỉnh ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Xích Hà. Dạ, kính mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, con kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Cái năm này chư tôn đức tăng là con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, con xin chào đời. Ý tham mô đa tí bát cha mô đa tí cát ta bùn nhô u tha gia tha mô
đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đích xòa thầm ma vi su thi mát ta nô y tham mô đa ti tắc cha mô đa ti tắc tắc bùng nhô upa tha ya. Dạ con xin lỗi, không biết gì nữa, con đọc lại. Y tham mô đa ti tắc cha mô đa ti tắc ta bùn nhô utha upa utha yat tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đức xòa cầm ma vi su thi mắt ta nô ý ý thả là hai đoạn âm mô trường âm thông thường đá đoạn đá tí đoạn âm đắc trường âm nhấn chá đoạn âm mô trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm cáp cá trường âm à, cá đoạn cá tá hai đoạn âm hung hung trường âm nhấn nô trường âm thông thường ú đoạn âm phá đoạn âm giác trường âm nhấn thá đoạn âm mô trường âm đọc trường âm thông thường đá tí là hai đoạn âm y tha mô đa ti bách cha mô đa ti cách tập bùn nhô u tha giáp tha mô đa tí sô mô sô mô đa ti sô ba mô đa ti đích xòa cầm ma vi su thi mắt ta nô sô trường âm thông sô mô hai trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm sô trường âm thông thường bá đoạn đoạn âm mô trường âm thông thường đá tí đí ba đoạn âm xoa trường âm thông thường câm trường âm nhấn má đoạn âm quý đoạn âm sút trường âm nhấn thí đoạn âm mát trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường sô mô đa ti sô ba mô đa ti bích xòa cầm ma quý sút thi mát ta nô y tha mô đa ti bách cha mô đa ti cát ta bùn nhô u tha yát tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xòa cầm ma quy su thi mắt ta nô nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui người ấy vui người ấy vui an vui thấy thiện thấy thấy nghiệp mệnh tịnh mình làm là bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin cãi không biết có cãi được không. Y tha mô đa ti bạch cha mô đa ti cát ta pun nhô u tha ya tha mô đa ti so mô đa ti so pa mô đa ti di xoa cam ma vi su thi mát ta nô. Dạ con có sai xin ngài và lại trần chỉnh sửa. Dạ, con xin cho mít ngài cho từ kết thúc. Nam mô Bụt Dạ, Nam mô Đàm Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin kính lễ chư tôn đức tăng. Con xin kính lễ các cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 16. Ý thả là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm.
kata punyo upayatta mudati. Cá tá là hai đoạn âm, bun là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phá là đoạn âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. So mô đá tí so ba mô đá tí đi xoa cầm ma vi su ti mát ta nô. So mô là hai trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, so trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, đít là trường âm nhấn, va là trường âm thông thường, cầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ví là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Y tha mô đa ti bét cha mô đa ti ca ta bùn nhô u pha yat ta mô đa ti sô ba mô đa ti ti xoa cầm ma vi su ti mát ta nô. Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong. Xin sư và quý vị trong lớp sửa chữa dùm cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, Nam Mô Ân Đức Phật, Nam Mô Ân Đức Pháp, Nam Mô Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 16. Itha mô đa ti bét sa mô đa ti ca ta buồn nhô u pha yát tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti đi xoa cầm ma vi suốt thi mát ta nồ. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Cá là đoạn âm, tá là đoạn âm, buôn trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm. Y tham mô đá tí bét chắc mô đá tí ca ta buồn nhô ú phá giáp tham mô đá tí. Con xin phân tích tiếp. Sô mô hai trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đá tí hai đoạn âm, đít trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, cam trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, suốt trường âm nhấn, thí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sô mô đá tí sô ba mô đá tí tí sô cầm ma vi suốt thi ma ta nô. Con xin đọc lại như vậy. Y tha mô đá tí bét sa mô đá tí ca ta buồn nhô ô pha giác tha mô đá tí sô ba mô đá tí tí sô cầm ma vi suốt thi ma ta nô. Con xin kể. Y tha mô đa tê bê cha mô đa tê ca ta bùn nhô ô pha yát tha mô đa tê sơ mô đa tê sơ ba mô đa tê đi sơ ca ma vi sốt thê mát ta nô. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tình làm. Dạ, con đã đọc phân tích vào kệ xong. Con xin quý sư, quý cô tu nữ, đạo hữu chỗ nào con có sai xin sửa giúp con. Dạ, con xin cảm ơn và xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, xa thủ kính cảm ơn sự thành kiểm. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi trở lại đạo tràng, cái cùng con học từ vựng và duyên sự câu pháp quốc kinh số 16. Dạ, cảm ơn thiện vũ hồng mai, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ Đại Đức Pháp Tràng, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Xin chào chư thiên nam thiên nữ. Sa thú, quý vị rất là tuyệt vời. Giọng kinh rồi phân tích rồi qua giọng kệ mỗi người một vé ha. Một điều mà chúng ta quan hệ là tự mình đọc và mình biết đúng và sai. Đó là Sita cô tu nữ tuệ duyên ha. Cô tu nữ tuệ duyên sám hối với đạo tràng, đọc sai và tự mình sửa sai. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy trên tinh thần tự giác, chứ không phải giác không nổi là tha đâu nha. Mà tự mình thấy cái chỗ mình sai rồi sửa, đó là một cái sự thành công. Nhiều khi chúng ta lấp liếm, chúng ta xù, chúng ta bỏ qua. Nhưng mà ở đây khi mà nghe lại, khi mình đọc mình biết mình sai chỗ nào, mình sửa, thì đó là một cái tinh tự giác rất là cao. Mà hôm nay cô tu nữ tự duyên đã lấy chính bản thân của mình, không có mắc cỡ gì hết đó. Sai là sửa, mà chính cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta tu. Chúng ta tu là phải sửa. Những cái gì mà chúng ta thất bại thì chúng ta phải chỉnh sửa, chứ không phải nói tôi là coi như Phật tử lâu đời, tôi là đệ tử ông này bà nọ, tôi là thằng cửu trào, và mình chấp thủ cái ngã của mình càng cao, thì mình không thấy được sự thật. Sự thật là đúng và sai, mà sự thật là mình chấp nhận cái đúng. Mà chấp nhận cái đúng không phải là bảo thủ, mà sai là sửa. Sa thủ của tu nữ tự duyên. Chúng ta xin ôn lại và đi vào tự vận. Bởi vì khi đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Itam mô dati beccha mô dati kata punyo upayat tham mô dati so mô dati so ba mô dati Dixua cầm mau sút thi mắt ta nô Ithap mô đá ti bê cha mô đá ti ca ta pô nhô upayat tham mô đá ti sô mô đá ti sô bá mô đá ti Dixua cầm mau sút thi mắt ta nô. Và giọng kệ thì quý vị cũng có nhiều giọng kệ đặc biệt ha, nhất là cô tu nữ tự duyên ha. Rồi xin hành kiểm công nhận mỗi người một vé ha. Ý tha mô đa tí bên cha mô đa tí ca ta pu nhô u pha yán tha mô đa tí số mô đa tí số ba mô đa tí đình xoa ca ma di tu.
Ý tha mô đa ti bệnh cha mô đa ti ca ta pô nhô u pha yát tha mô đa ti số mô đa ti số ba mô đa ti đình xoa ca ma quy xuân thi mát ta nô nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui người ấy vui an vui thấy nghiệp tịnh mình. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận ha. À, xin trần phụng à, nghe gà gái thấy không vui vui ha, giống như ở nhà với trần phụng. À. Rồi câu đầu tiên ý tháp mồ đã tiếp với chạm mồ đã ti. Câu này chúng ta thấy có bốn từ ha. Y tha là một, mô đa tí là hai, bích ca là ba, mô đa tí là bốn. Y tha à, giống như câu Phật ngôn số 16. Chữ y tha có nghĩa là ở đời này. Ở đời này, ở đây, nó là một trạng từ. Rồi cái từ thứ hai, động từ này, mô đa tí. Mô đa tí, đây là một động từ số ít, có nghĩa là vui sướng. Mô đa tí là vui sướng. Chữ bếch cha, à bếch cha, à đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi chết. Sau khi chết. Rồi mô đa tí là vui sướng. À y tháp mô đa tí bếch chắc mô đa tí. Chúng ta tiếp tục câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Katapunyo upayat tháp mô đa tí. Katapunyo upayat tháp mồ đa tí. Cái câu số 2 này hồi nãy Sikha đọc à, mà coi như bị phân tâm ha, không biết mình đọc là cái gì ha. Sikha còn đó không? Cái câu số 2 này hồi nãy đọc mà không hiểu mình đọc cái gì nữa, ngộ thiệt ha. Rồi còn nghe ha, nghe lại đi. Hồi nãy đọc cái câu này bị phân tâm ha. Katapunyo. Katapunyo do hai từ. Kata là một, punyo là hai. Kata đây là một động từ do cái động từ karoti. Nhưng mà ở đây là quá khứ phân từ. Kata có nghĩa là đã được làm. Rồi punyo do cái từ punya. Punya là một danh từ trung tính, akran tanapum sakalinga. Và punya ở đây được đứng làm chủ từ số ít, bhatmang ekavachana vipatti. Cho nên chữ punya biến thành punyo. Punyo là việc phước thiện. Katapunyo là người có việc phước thiện đã được làm. Người có việc phước thiện đã được làm. Vậy thì câu số 1 và câu số 2. Ý tham mô đa tí bế cha mô đa tí ca tháp bồ nhô ú pa yát tham mô đa tí. Người có việc phước thiện đã được làm, vui sướng ở đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. À, còn cái chữ upayattha, upayattha, upayattha là cả hai nơi. À, và chữ mô là tí là vui sướng. À, như vậy thì người có việc phước thiện đã được làm, vui sướng ở đời này,
vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Chữ Mô Đà Tí là vui sướng trong cái câu đầu tiên. Chúng ta thấy đã có hai từ rồi ha, Mô Đà Tí. Ithamo dati becchamo dati katapunyo upayatthamo dati. Người có việc phước thiện đã được làm, vui sướng ở đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Đó là ý nghĩa câu 1 và câu 2 ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Câu số 3 và câu số 4. Sô mô đa tí sô ba mô đa tí. Sô mô đa tí sô ba mô đa tí. Câu số 3 chúng ta có 4 từ. Sô là người ấy ha. Sô là người ấy, kẻ ấy. Mô đa tí là vui sướng. Rồi cũng là sô, người ấy, kẻ ấy. Tiếp tục cái động từ cuối cùng, ba mô đa ti. Chữ tiếp đầu ngữ ba nhấn mạnh cho cái động từ mô đa ti. Thay vì mô đa ti là vui sướng thì ở đây là hài lòng, hạnh phúc. Vui sướng, hài lòng, hạnh phúc, ba mô đa ti. Khi xô là người ấy, kẻ ấy. Mô đà tí là vui sướng. Rồi, ba mô đà tí là vui lòng, hạnh phúc, sung sướng. Và câu cuối cùng. Đi xoa cầm ma quý sút thi mát tàn hồ. Đi xoa cầm ma quý sút thi mát tạng nồ. Câu cuối cùng chúng ta có hai từ. Đi xoa. Đây là một động từ bất biến. Sau khi nhìn thấy. Chữ đi xoa sau khi nhìn thấy. Cầm mau quý sút thị mắt tạng nồ. Cầm mau quý sút thì mắt tạ nô. Chữ cầm ma nó là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga. Cầm ma là việc làm, là hành động. Quý sút thi nó là một danh từ trung tính. Ikran tanapum sakalinga. Quý sút thi có nghĩa là sự trong sạch. Nhưng mà chữ Visuddhi này được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp thì câu quay chẳng hả. Cho nên Visuddhi biến thành Visuddhin. Visuddhin là sự trong sạch. Và cuối cùng là Attano. Attano là tự mình hay là chính bản thân. Attano là của bản thân hay là của mình. Chữ Attano do cái từ Atta. Atta là một danh từ nam tính. Akran Tapung Linga. Và chữ Atta này được chia theo sở hữu các số ít Chathi Vipati Ekavachana. Cho nên Atta biến thành Attano, của bản thân, của mình. Vậy thì cầm ma quy sút thi mắt tạ nô, tức là sự trong sạch ở việc làm của mình, sự trong sạch ở việc làm của chính mình. Vậy thì câu 3, câu 4. Sô mô đa tí sô ba mô đa tí xoa cầm ma quy sút thi mắt Tano. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân,
cái ấy vui sướng, cái ấy hứng thú. À, câu 3, câu 4 ha. Sô mô đá tí sô phá mô đá tí tí sô à cầm má quý sô thi mắt tá nô. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, cái ấy vui sướng, cái ấy hứng thú. À. Câu Phật ngôn 16 cho chúng ta một ý nghĩa. Người có việc phước thiện đã được làm vui sướng ở đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, cái vui sướng, cái hứng thú. À, xin lặp lại ha. Người có việc phước thiện đã được làm vui sướng ở đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hơi nơi. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, cái vui sướng, cái hứng thú. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: đây hoan hỷ, kia hỷ hoan, tâm người thiện hạnh, mọi đà, mọi vui, an vui, hoa nở nụ cười, mắt nhìn phước sự, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đây hoan hỷ, kia hỷ hoan, tâm người thiện hạnh, mọi đà, mọi vui, an vui, hoa nở nụ cười, mắt nhìn phước sự, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, người ấy an vui, thấy nghiệp tịnh mình là. Nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình là. Trong phần tự vấn, alo, quý vị thấy có chỗ nào không ổn? Rồi, mời Thích Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, nếu còn các cô tư nữ và quý Phật tử. Sư, con thấy trong câu số 3 đấy sư, có hai chữ là mô đá tí và phá mô đá tí. Thì phá mô là nó là tiếp độ ngữ. Nó có nghĩa là nó chỉ vô cái sự nhấn mạnh. Cái sự nhấn mạnh này có nghĩa là nó làm cho cái chữ mô đá tí nó mạnh mẽ hơn, hay là nó làm khác nghĩa hơn. Tại con thấy sư dịch đó, kẻ ấy vui sướng rồi kẻ ấy hứng thú. Cái sự vui sướng với sự hứng thú nó khác nhau như thế nào vậy? Con theo con nghĩ cái chữ phá mô đá tí, chữ phá nó nhấn mạnh vô cái sự vui sướng, nó mạnh hơn, nó nhiều hơn nữa. Theo con nghĩ giống như vậy đó. Người ấy vui, người ấy vui hơn, quá vui, vui quá chừng chừng vậy đó. Vui mệt nghỉ luôn. Con nghĩ như vậy đó, không biết có đúng không? Tại con thấy sư ấy nghĩ vui sướng, kẻ ấy hứng thú. Thì cái chữ vui sướng với hứng thú nó khác nhau như thế nào vậy? Trong khi nó chỉ có chữ phá là tiếp đầu ngữ để mà nhấn mạnh vô cái chữ mô đá tí, động từ mô đá tí đó. Con không hiểu, con nghĩ rằng có đúng không? Con nghĩ là sự sắn mạnh, nhấn mạnh đó, có nghĩa là nó phang vô, nó nói là cái chỗ mô đá tí là vui hơn, vui nhiều hơn như vậy. À, con xin trả máy để cho sư, con cũng cảm ơn sư. Nếu con có gì ạ? Sai sư nói cho con biết, con xin mời sư giải thích cho con ạ. À. À, sa thủ sĩ kiềm. À, động từ mô đá tí là vui sướng. À, nhưng mà có tiếp đồ ngữ bá ở phía trước nữa. À, tiếp đồ ngữ bá ở phía trước nhấn mạnh cho chữ vui sướng đó. À, mà thay vì chữ vui sướng thì thành ra hứng khởi, phấn hứng thú. Và thì bây giờ thay vì ví dụ khi mà chúng ta lên đọc bài ha, khi chúng ta lên trả bài ha, được quý vị coi như tặng cho những cành hoa, đó là một sự vui mừng khi chúng ta đọc đúng ha, người ta hoan hỷ ha, người ta tùy hỷ, người ta tặng hoa, mình cảm thấy mình vui ha. Nhưng mà rồi có người họ mạnh hơn nữa, họ không tặng hoa mà họ tặng luôn cả vỗ tay luôn thì sao? Người đó nhấn mạnh cho cái vấn đề mà chúng ta đã đúng,
nhưng mà nhấn mạnh cho cái sự đúng đó nhiều hơn, thay vì coi như là những cành hoa tươi thắm ha, thì có những cái bàn tay đưa lên nữa, thì những bàn tay đó là nhấn mạnh cho cái sự tùy thủy. Thì khi chúng ta làm phước mà có người hùng phước, có người hùng phước, thì chúng ta cũng quan hỷ vậy. Họ là những người tùy thủy, và họ đã xác minh cho cái vấn đề làm phước của chúng ta. No battery, please charge. Rồi, thôi bây giờ con đi vào vui chơi đi, muốn hết dở rồi. Thì thông cảm ha. Chư Pa là một hình thức nhấn mạnh cho cái động từ mô đặc tí ha. Rồi, giống như khi nãy Sĩ Kim nói trời ơi tặng bông tặng hoa còn vỗ tay vỗ chân nữa đó. Đó là chữ Pa đó. Rồi, câu Phật ngôn số 16 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào qua duyên sự này. Tức là khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Ngài đề cập đến một cận sự nam tên là Thâm Mí Ca. Chữ Thâm Mí Ca viết như thế nào? Viết đi để nhớ cái câu Phật ngôn này. Ông thiện nam sùng đạo Thâm Mí Ca. Ồ, Sĩ Nhật Quỳnh đã biết đưa lên rồi, còn cái gì nữa? Rồi, bây giờ chúng ta khi mà học hết cái phần sân đối này ha, quý vị nghiên cứu lại nghe. Tức là phần sân đối này có tất cả là 20 câu Phật ngôn. Vậy thì trong 20 câu Phật ngôn này, quý vị lấy một câu tâm đắc. Quý vị lấy một câu tâm đắc để rồi quý vị diễn tả. Tôi tâm đắc vì câu Phật ngôn này. Nói chậm quá. Tôi tâm đắc vì câu Phật ngôn này, bởi vì nó coi như khi mà nghe duyên sự, khi mà học câu này thấy khoái, thấy thích, và nó kết hợp với căn cơ của chính mình, cho nên khoái câu Phật ngôn đó. Và khoái câu Phật ngôn đó thì phải diễn đạt như thế nào, chứ không lẽ chúng ta học là giống như nước chảy lơ mồm. Chúng ta học thì cũng phải động ra một chút gì để nhớ để thương chứ. Thế này chúng ta phải tâm đắc để rồi mình áp dụng, mình cảm thấy hạnh phúc. Rồi bây giờ đi thẳng vào câu Phật ngôn này. Nói trước như vậy rồi bà con ruồng ở trong thành Sau Quắc Thi có 500 ông thiện nam, mà toàn là những cái người hâm mộ tôn sùng Phật pháp. Mỗi người như vậy quy tụ được 500 cư sĩ trong mỗi nhóm của mình. Cái vị thủ lãnh của tất cả nhóm cư sĩ có được 14 người con, 7 người con trai và 7 người con gái. Mỗi người con ông đều rất là trong sạch trong sự hộ độ chư tăng, thường xuyên đệ bát bằng các thuốc thâm để dâng cháo, dâng cơm, dâng vật thực đến chư tăng. Và đệ bát mỗi ngày như vậy, rồi thêm vào đó làm lễ trái tăng cho chư tăng an cư nhập hạ. Cần sư nam Thâm Mí Ca với vợ và 14 người con, mà ông mệnh danh là một đoàn hậu sanh của ông, hiệp nhau thành ra 16 người thiện tính rất là đắc lực, thay phiên nhau lo cúng dường thực phẩm đến chư tăng. Ông đứng ra làm gương mẫu, giới đức cho cả gia đình ông và tất cả chư Phật tử thiện nam tín nữ. Ông rất là hoan hỷ thỏa thích trong sự cúng dường đến chư tăng. Một thời gian sau thì ông Cần Sư Nam Thâm Mí Ca nhóm bệnh và sức lực bị suy giảm rất là nhiều. Biết mình kiệt quệ, ông muốn được nghe kinh nên bảo người nhà đến đảnh lễ Đức Phật và xin cho 8 hoặc là 16 vị tỳ kheo rành rẽ
về kinh tụng. Đức Phật ra lệnh cho các vị tỳ khưu đến nhà của ông. Khi tăng đến nơi, ngồi lên những chỗ đã được dọn sẵn ở bên giường bệnh của ông. Kính bạch chư đại đức tăng, ông cố gắng ông nói: vì tôi yếu quá, không thể đảnh lễ các ngài được, xin các ngài từ bi hoan hỷ tụng bố thí cho con một bài kinh. Này, chư tăng mới hỏi: này ông Thiện Nam, ông muốn nghe kinh gì? Bạch các ngài, xin các ngài tụng bài kinh Tứ Niệm Xứ. Khi nghe như vậy thì chư tăng bắt đầu tụng: Ê ca gia nô a dân thích khá quê mắc vô sát tà nằng quý số thị già. Chỉ có một con đường này, này các vị theo, là lối đi duy nhất dẫn dắt chúng sanh đến nơi hoàn toàn thanh tịnh. Ngay khi ấy thì từ sáu cung trời dục giới, Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại, có sáu chiếc thiên xa bay xuống, mỗi chiếc dài 50 do tuần, trang bị đầy đủ bằng mọi thứ mỹ phẩm xuê sang lộng lẫy. Do 1000 con thú mã kéo đi, mà mỗi vị chư thiên đứng trên thiên xa đồng thanh nói với Cận Sự Nam Thâm Mật Ca: tôi xin bạn phép rước ông về thiên cung của chúng tôi. Cận Sự Nam Thâm Mật Ca chưa kịp trả lời thì chư thiên đã nói rằng: ông ơi, ví như cái bát đất đã bể mà đổi được cái bát vàng về, ai sanh về thiên cung của chúng tôi sẽ được hưởng muôn ngàn lạc thú, xin ông hãy về với chúng tôi. Ông Thiện Nam Thâm Mật Ca đang nghe kinh không muốn đoạn nửa chừng, cho nên ông bảo với các vị chư thiên: thôi đi, khoan đã. Các vị tỳ khưu nghe như vậy ngỡ rằng ông nói với mình, cho nên thôi không có tụng kinh nữa. Khi ấy các người con trai của ông khóc kể lể rằng: trước kia thì phụ thân ta nghe kinh không bao giờ chấn động, sao hôm nay thỉnh chư tăng đến tụng kinh mà lại bảo thôi đi. Ôi, đến phút lâm chung đối diện với tử thần, chắc không có một chúng sanh nào mà không hãi hùng kinh sợ. Chư tăng thấy tình cảnh như vậy mới bảo nhau không tụng nữa mà ra về. Một lúc sau thì Cận Sự Nam Thâm Mật Ca hồi tỉnh, nghe tiếng con khóc mới hỏi: sao mà khóc con lại khóc? Thì cha đã bảo thỉnh chư tăng đến tụng kinh cho cha nghe, thế mà khi chư tăng tụng kinh, cha là cán bảo thôi đi. Các con khóc vì nghĩ rằng không có một chúng sanh nào mà không sợ hãi tử thần. Ồ, thế thì chư tăng bây giờ đâu rồi? Các ngài đã nói không tụng kinh nữa thì chúng ta về, và đã đi về hết rồi. Này các con, không phải cha nói lời đó đối với chư tăng đâu. Thế thì cha nói với ai vậy thưa cha? Có sáu vị thiên tử, sáu quả trời đưa đến sáu chiếc thiên xa trang trí lộng lẫy đậu ngay giữa hư không. Họ đứng trên xe đó mà các viên nói với cha: mời ngài quan hỷ về cõi chư thiên của chúng tôi. Cha bảo thôi đi, là nói với các vị chư thiên ấy: thưa cha, nhưng mà thiên xa nào có đâu, chúng con đâu có thấy. Hiện đang ở đây nè, ta có vòng hoa nào hay không? Dạ thưa cha, có. Trong các quả trời thì cái quả nào là an lạc nhất hả các con? Thưa cha, cái quả trời an lạc nhất là quả ấy Đâu Xuất, là nơi tịnh cư của tất cả các vị Bồ Tát và cả phụ mẫu chư vị đại giác trong cái kiếp thành đạo cuối cùng ở thế gian. Vậy thì các con hãy lấy cái vòng hoa liệng lên hư không bằng nguyện,
xin cái vòng hoa này dính vào trên chiếc thiên xa của cõi trời đâu xuất. Các người con của ông Cận Sĩ Nam Thông Mịch Giá đã y lời ném một vòng hoa dính vào gọng xe đang lơ lửng trên hư không. Tất cả mọi người túc trực nơi đó đều thấy vòng hoa lơ lửng giữa hư không mà không ai thấy chiếc xe ở đâu cả. Rồi ông Cận Sĩ Nam mới hỏi: các con có thấy vòng hoa không? Dạ thưa thầy, cái vòng hoa này dính từ quả trời đổ xuống đưa xuống. Cha nay sắp về cái cảnh giới đó, vậy thì các con sẽ nên bi thảm. Nếu muốn tái sanh về đó để phụ tử được trùng phùng thì các con nên nói gương của cha mà tạo thêm nhiều phước báo ở cõi trần gian này. Và dứt lời, ông Thầm Mì Ca từ giáo cõi đời bước lên thiên xa về cõi đâu suốt. Và liền đó ông hóa thành một vị thiên tử bề cao 3/4 do tuần, khắp mình đeo những cái món trang sức có thể chất đầy 60 của xe bò, và có hàng trăm ngàn coi như ngọc nữ theo hầu, và có được một kim ốc phát sáng lên một cách rất là rõ rệt. Nói về Di Tăng, khi về đến chùa Kỳ Viên và đảnh lễ và phục lệnh Đức Bổn Sư, ngài mới phán hỏi: này các vị theo, ông Cận Sĩ Nam có nghe các ông tụng kinh không? Bạch ngài: có, nhưng mà đến nửa bài kinh thì ông các viên bảo thôi đi, cho nên các con của ông khóc và chúng con thấy nán lại cũng không làm gì nên đứng dậy ra về. Này các vị theo, không phải ông Cận Sĩ Nam Thâm Mì Cá nói những lời đó với các ông đâu, mà có những vị chư thiên từ 6 cõi trời đưa 6 chiếc thiên xa trang trí lộng lẫy và thỉnh ông lên xe về thiên cảnh. Ông ấy không muốn nghe dở và kinh đang tụng, cho nên đã thốt lên cái lời nói với chư thiên như vậy. Bạch ngài, có vậy mà chúng con không có biết. Quả thật là như vậy đó, này các vị theo. Bạch ngài, bây giờ ông ấy đang phật sanh về cảnh giới nào? Này các vị theo, hiện giờ ông ấy ở cõi trời đâu xuất? Bạch ngài, lúc ông ấy còn sanh tiền đã vui sống trong thân bằng quyến thuộc, bây giờ thác rồi mà lại sanh về nhàn cảnh để hưởng cái sự hạnh phúc nữa hay sao? Đúng vậy, này các vị theo, những người không dễ vui dầu còn tại gia hay đã xuất gia cũng đều hưởng được sự an vui trong hai cảnh giới, lúc sống và sau khi thác rồi cũng đều giống nhau như vậy. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn số 16 này, chúng tôi xin đưa lên để cho quý vị thấy ha. Y tháp mồ đa ti bết cha mồ đa ti ca tháp phồn nhồ u pa giáp tháp mồ đa ti sô mồ đa ti sô ba mồ đa ti đi xòa cầm ma quý số ti mắt ti nồ. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui thấy nghiệp tình mình làm. Và sau khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thanh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật, và đại chúng tín pháp cũng hưởng rất là nhiều điều lợi ích. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng suốt cả đời tu tạo phước điền, chánh tâm sùng đạo, cảm chư thiên, 6 xe túc trực chờ tôn khách, ngàn ngựa buôn phi đốn đại hiền, tăng tụng kinh đời dài ai khiến nghi, con lo bố thí dạ sao yên, chẳng an mai có vòng hoa lạ lơ lửng trên không việc nhãn tiền. Với câu Phật ngôn số 16,
chúng ta thấy rất là thực tế về vấn đề nhân quả. Làm lành được vui, họ không phải vui trong kiếp này mà còn vui trong kiếp sau nữa. Đó là một điều đặc biệt ha. Không riêng trong kiếp này mà còn có kiếp sau. Đó là một cái sự quả báo nhân thiện ha. Tham mô ha quê rất là tiết thầm ma chà rì. Bởi vì thực hành theo giáo pháp thì sự an vui sẽ đến cho chúng ta. Địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nó sẽ tránh qua một bên. Còn mà chúng ta thực hành theo tà pháp, tức là sát sanh, trộm cướp, ăn vui, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì những cái đó không phải là sau khi chết chúng ta mới đọa vào khổ cảnh, mà cái địa ngục nó nhãn tiền trong cuộc sống của chúng ta cũng gặp phải nữa. Chứ không phải là nói rằng kiếp sau, mà chính trong kiếp này. Thì như vậy, thực tế trong cuộc sống, nếu mà chúng ta đừng có bao giờ có cái đưa cái ngã của mình lên ha, mà chúng ta thấy nhìn xuống thì chúng ta cảm thấy rằng mình hạnh phúc. Và khi mà mình nhìn lên á, mình cảm thấy rằng mình có một sự so sánh. Nhìn lên thì chẳng bình ai bằng ai, mà ngó xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Có một sự so sánh như vậy, tức là cái ngã mạn của mình nó tăng trưởng. Bây giờ chính trong cái room này đi, quý vị nghĩ rằng wow, cái bước chân vào cái room Phật giáo Nam Truyền, mà nhất là những cái người Phật tử, những cái người mà sống tại Việt Nam, quý vị đến với cái room này và hạnh phúc một cái là quý vị được thọ trì quy giới. Sáng sớm mà xuất miệng rửa mặt, uống một ly cà phê, là vô đây được thọ trì quy giới. Cái tâm của quý vị cảm thấy an vui không? Và từ khi mà thọ trì quy giới đến bây giờ chúng ta chưa hoàn thành ha, thì trong cái thời gian đó là những người Phật tử thật sự không có vi phạm gì cả. Quý vị có giới trong sạch. Và khi quý vị có giới trong sạch như vậy thì quý vị nghĩ sao? Tự mãn chứ, thấy rằng mình cao thượng chứ, cảm thấy rằng mình an lạc. Hiện tại lạc trú, hiện tại lạc trú, thế là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong cái giờ phút này mà rủi tử thần nó đến đi, rủi bị mất dịch đi, chúng ta cũng cảm thấy rằng cái tâm của chúng ta rất là an vui. Hãy nhìn lại chính mình cảm thấy rằng hiện tại là chủ, an lạc trong hiện tiền. Nhưng mà khi mình so sánh bằng cái tâm ngã mạn, mình nhìn lên thì mình thấy còn có nhiều người họ không phải là giữ ngũ giới, mà họ giữ bát quan trai giới, họ giữ thập giới, họ giữ cụ túc giới, vân vân, tứ thân định giới. Khi mà mình nghĩ nhìn lên á, thì cái sự ngã mạn nó phát sinh hơn thua và bằng. Cái ngã mạn đó nó phát triển được. Còn bây giờ mình nhìn lại chính mình thì quý vị cảm thấy rằng hạnh phúc đến với cái room Phật giáo Nam Truyền ha. Quý vị đã tiến bộ, đã để ba tâm bảo này ha, rồi quý vị thọ trì quy giới ha, quý vị đọc kinh trôi chảy ha, quý vị cảm thấy rằng mình đã làm xong bổn phận của mình. Và khi mình đã làm xong bổn phận của mình thì sợ gì người khác có phiền trách. Người ta có phiền trách, người ta có nói xấu, người ta có thế này thế kia, thì mình thấy rằng mình đã xong bổn phận. Và khi đã làm xong bổn phận thì quý vị có ai nấy, có ăn năn, có tạo hối hay không?
không? Quý vị cảm thấy rằng hạnh phúc, tôi đã làm xong bổn phận của mình. Cho nên khi một quý vị mà cảm thấy rằng gánh nặng đã đặt xuống thì không ai phiền chắc người đó hết. Gánh nặng đã đặt xuống, còn chúng ta gánh nặng chưa đặt xuống, cho nên chúng ta còn có những cái phiền não khổ đau. Và hôm nay câu Phật ngôn này cho chúng ta nhìn lại chính mình, mình đã làm được thiện sự như thế nào, nhất là mười cái pháp gọi là thập thiện mà chúng ta cố gắng. Thế rồi ít nhiều tùy theo khả năng chúng ta làm xong bổn phận của mình, đó là một cái điều quan trọng ha. Rồi, với sinh hoạt của chúng ta với câu Phật ngôn này, hãy an vui trong hiện tại, hãy chấp nhận hiện tại và mình thấy cái thực tướng của pháp. Thế rồi chúng ta không có so đo mà chúng ta hãy nhìn như thật và chúng ta hóa giải những sự khổ đau. Thì câu Phật ngôn này để cho chúng ta thấy hãy nhìn lại chính mình. Ông Thầm Mị Cá nói với các vị chư thiên chứ không phải nói với những người con đối với chư thân. Cái tâm cận tử ông ta thấy các vị chư thiên là như vậy, nhưng mà đối với chúng ta nghĩa là khi mà thấy người ta bắt chuồng chuồng á, cái tâm cận tử của họ bắt chuồng chuồng, tay chân quơ qua quơ lại, thì chính lúc đó là họ cái điềm nghiệp nó phát sinh lên và họ thấy được. Còn chúng ta chưa bắt chuồng chuồng cho nên chúng ta chưa có thấy được. Cho nên những người con ông la khóc và đối với chư tăng còn phàn cũng không thấy được cái vấn đề đó, thôi đi là đi liền buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền khiến quả lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chô quá chê nắc sô thị vô hô tụ sập bạc đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên như tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hà Gia. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo.